Để chị make up đây em. Make up 20.000. Đẹp rồi. Chú quay mì thôi, đừng quay mặt chị vô trái máy đó. Dạ. Hai cái đi, hai cái bánh giò đi. Hai cái vô một hay hai cái hai hộp? Hai cái hai hộp. Rồi đó tôi quay luôn rồi. Rồi xong tới anh áo xanh đúng không ta? Không. Oh. Đúng không? Em không biết ai nha, mình bây giờ mình ra lại. Cái bóng quyền ở nhà ăn cắp là bị phạt đó. Phải quay. Dạ. Không biết chuyện lấy nè. Những cái thùng nhỏ như cái gì trong cũng có hết đầy đủ. Luôn á hả chị hả máu vậy? Bánh mì. Đi trễ có mấy chục phút hết rồi. Chị em 5 hộp cắt hả chị? Rồi chị nghe. Cái này lấy trẻ luôn. Áo vàng trước nha. Áo trắng đi nha. Trẻ lùi cho chị mình đó. Đưa leo nó được rồi. Rồi cô cho con xin cái áo trắng đi. Trời bên trắng nhỏ. Trời 24, 34 nè. Đưa con trẻ luôn Yến rồi. Bé áo trắng đi cho đi học cái rồi tới ngoài xem là ba hộp đúng không? Áo trắng hai hộp. Dạ, tiên đổ cho bông với mùa đầy đủ. Áo trắng hai hộp. Áo trắng hai hộp. Chị bữa nay vẫn 3 rưỡi là bán hả chị hả? Đúng rồi em. Dạ, vẫn 3 rưỡi rồi nha. Giờ mới có 4 giờ rưỡi mà hết bánh giòn tiêu rồi. Đồ không? Còn bánh mì sắt à? Đồ có chiên thôi.
Rồi chờ chờ cô xíu đi con. Em vô đây. Thấy em nè. Ok. 5 hộp. Đưa má. Học sinh nó nguyện học. Chờ tôi xíu đi. Con quý là xong rồi. Bé ăn chưa em có rồi chưa con. Rồi. Nhóc ba phần đi học làm ạ.
có bà con với Tăng Lên Hà không? Là con tăng lên á, con tăng lên hộp á. Chị này chị làm khó con lắm. Tăng lên không mười con hỏi tao đâu chứ con. Quay phim á. Ông bà để lại mấy câu đâu có dùng cái câu nào mà thấy không? Ông này ra mua chả ăn mà bà ra mua nem mà. Ủa, để cho cái bố.
em. Đưa cho cô bên đó này cô hỏi. Có cà thẻ nữa đó. Em mới cho bao nha, chị lại bánh giống như vậy. Khóc lắm là nó làm đi. Chung nó đi. Em có tiền lẻ không? Giờ chắc hết tiền lẻ rồi quá. Chị Tấm chị bán chợ Bến Thành mà. Chị cũng tăng số lượng hả? Tăng rồi đó, tăng từ tăng rồi. Bán 3 rưỡi chứ giờ chưa được 5 giờ mà. Có một hộp là lấy hết sớm. Rồi được. Bán có tiếng mấy rồi cả nhà? Hỏi đến em. Dạ. Tại vì tăng từ từ thôi. Dạ. Lấy tất cả đồ trả đi nữa. Trả. Trả đâu? Hết rau cỏ là cho anh em gì? Rau anh cho, em không có bán cỏ. Bán rau cho không bán cỏ. Ờ thì rau có là cho trả bù vô. Dạ được. Ờ. Để đi. Trẻ ta mua nữa. Dạ, được rồi. Em không? Không em, trả không? Dạ, trả lụa đó hả? Ờ. Hai đồ trả hả? Ờ, hai đồ trả đi. Có nhiều loại, nhiều màu sắc đi. Con tư đó. Ờ, con. Dạ, sắc đi đồ hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.